Sáng 8 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời chất vấn trước Quốc hội về việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã đặt câu hỏi về việc bố trí ngân sách và xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan sẽ được Chính phủ triển khai như thế nào. Thủ tướng Chính phủ cho biết, tiền lương là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Tiền lương vừa là công cụ tái tạo sức lao động, vừa là động lực cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhấn mạnh chủ trương đã có, Thủ tướng Chính phủ cho biết Trung ương cũng đã ban hành Nghị quyết 27, song do nguồn lực khó khăn, do đại dịch COVID-19 nên chưa thể thực hiện. Thời gian qua, Chính phủ đã cố gắng trích lập lương, tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản để có 560.000 tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương từ 1 tháng 7 năm 2024 đến hết năm 2026. Đồng thời, song song với cải cách tiền lương trong khu vực nhà nước, nước ta cũng thực hiện cải cách tiền lương khu vực ngoài nhà nước doanh nghiệp. Sắp tới, Chính phủ tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh vị trí việc làm, tinh giản biên chế gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị, tiết kiệm các khoản chi để đảm bảo nguồn chi lương cho người lao động.